Chào mừng bạn đến với Tu La To, Tu Lan Tỏa Tri Thức, Góp Sức Thành Công. Thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá tri thức mới. Vừa học, vừa chơi, một khái niệm rất đỗi quen thuộc với các bậc phụ huynh. Thế nhưng, việc thực hiện nó, nếu không đúng cách sẽ rất dễ khiến cho cả bạn và con bị lạc lối. Vậy làm như thế nào để chúng ta có thể cùng lạc lối với con mà vẫn có thể giúp con phát triển được trí tuệ, học hỏi nhiều kiến thức mới? Hãy cùng với Tu La To khám phá mê cung đầy nhiệm màu này trong bộ sách Mê cung phát triển tư duy từ 1 đến 6 tuổi này các bạn nhé. Bộ sách thú vị mang chủ đề vừa học vừa chơi này được sáng tác bởi Sam Smith, một họa sĩ, tác giả người Anh. Smith thì sinh ra và lớn lên ở vùng Buckinghamshire. Sau khi tốt nghiệp khoa ngữ văn trường đại học Cambridge, anh trở thành biên tập viên của nhà xuất bản thiếu nhi Osborne và hiện giờ thì đang sinh sống bằng nghề viết sách, vẽ truyện tranh. Bộ sách Mê cung phát triển tư duy cho trẻ từ 1 đến 6 tuổi đứng xếp hạng thứ 29 trong tổng số 100 cuốn sách về mê cung dành cho trẻ em trên Amazon, bán được hàng triệu bản và được chuyển thể với hơn 100 ngôn ngữ trên toàn thế giới. Bộ sách Mê cung phát triển tư duy được chia thành 6 tập với nhiều địa điểm và luật chơi rất đa dạng phong phú như là rừng núi, hồ bơi, công viên, nhà cửa, đi đến nhiều đất nước trên thế giới hay thậm chí là du hành vào vũ trụ. Đã gọi là mê cung phát triển tư duy thì có nghĩa là quyển sách này có rất nhiều những trò chơi tương tác giúp cho các bạn nhỏ hoàn thiện kỹ năng phân tích, phán đoán, kích thích khả năng suy luận và trí tưởng tượng. Tất cả những trò chơi kể trên đều được minh họa bằng những hình vẽ vô cùng đáng yêu và ngộ nghĩnh. Các trang sách đều được in màu hoàn toàn giúp cho bé nâng cao kiến thức về màu sắc, hỗ trợ cho bé đang trong giai đoạn khám phá và tìm hiểu về thế giới, giúp cho bé được tương tác với người lớn, các bậc cha mẹ có thể chơi cùng con và gợi ý cho con những nước đi tiếp theo. Bé có thể chơi một mình hoặc mời bạn bè để chơi theo nhóm. Chắc chắn khi điểm qua nội dung sau đây, bé con nhà bạn sẽ đòi mua bộ sách này liền đấy. Trong chuỗi sách này, tác giả Sam Smith đã tổ chức ra những trò chơi vô cùng đơn giản mà ai trong chúng ta cũng đã từng mê đắm ở thời điểm ấu thơ như trò tô màu này, vẽ tranh, tập đếm hay là tìm điểm giống nhau khác nhau. Quyển sách đầu tiên gồm có 24 mê cung, trò chơi rất thú vị như giúp cho một chú sóc trèo lên cây để ăn hạt dẻ, giải thoát cho một con sứa khỏi đám rêu biển cứng đầu hay vẽ đường để cho một ngôi sao tiễn chạy ra khỏi hành tinh của trái đất. Nhưng mê cung ở tập 1 là những mê cung được thiết kế một cách đơn giản, dễ tương tác, có thể khiến bé thích thú trong suốt nhiều giờ liền. Có rất nhiều tình huống rất thú vị, đòi hỏi kỹ năng quan sát như việc tìm ra một con quái vật 4 mắt, cách để mò được ra 5 cái đuôi của nó, làm thế nào để quả gôn tìm được đường đi đến tàu cướp biển. Chỉ cần tập trung, vận dụng một chút xíu trí tưởng tượng thôi là bé nhà bạn đã có thể tìm ra được giải pháp rồi đấy. Mỗi một quyển sách trong mê cung sẽ có một chủ đề và độ khó khác nhau. Càng sang những quyển tiếp theo thì độ khó sẽ ngày một tăng dần lên. Các màn mê cung ở quyển 2, 3 và 4 có phần phức tạp hơn so với quyển đầu tiên. Nhưng cũng chính vì vậy mà các thử thách mới trở nên thú vị hơn. Ở quyển thứ 2 và quyển thứ 3, tác giả Sam Smith đã xây dựng hơn 100 màn tương tác đi kèm những câu chuyện gay cấn để bé con và bạn vừa chơi vừa theo dõi cốt truyện như trò chơi truy tìm kho báu, tìm kiếm những người bạn bị thất lạc trong khu rừng, trốn thoát khỏi một núi lửa đang trực chờ tuôn trào và còn nhiều điều thú vị khác nữa. Trong hai tập đặc biệt cuối cùng, tác giả Sam Smith đã đưa độc giả đến với chuyến du hành ngoài vũ trụ và ngoài thế giới. Ở tập sách có tựa đề Du hành vũ trụ, chỉ cần ngồi xuống và lật trang sách ra, bé con nhà bạn đã có thể trở thành một phi hành gia trên trang giấy. Thông qua 45 màn chơi, các kiến thức về những vì sao đã từng tồn tại trong vũ trụ hàng triệu năm, kiến thức về vật lý này, các tầng khí quyển ngoài trái đất cũng được tóm gọn lại một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Còn chưa kể, bé còn được nhập vai vào một chiến binh chiến đấu với quái vật người ngoài hành tinh nữa đấy. Sau khi rời khỏi vũ trụ và quay về trái đất, bé con nhà bạn sẽ được du lịch vòng quanh thế giới từ rừng rậm Amazon cho đến sa mạc tuyết Antarctic, đến Himalaya và cuối cùng là kinh đô điện ảnh Hollywood. Giống như tựa đề, bộ sách này rất thích hợp với những bạn nhỏ đang trong giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi, cực kỳ hữu ích và dễ tương tác với ba mẹ, tạo điều kiện cho ba mẹ được kết nối với con. Không chỉ vậy, bộ sách còn có thể được tận dụng làm bài tập này, đa dạng hóa các phương pháp giảng dạy cho các giáo viên mầm non. Với bộ sách này, bạn đọc chỉ cần thực hiện theo miêu tả, hướng dẫn về luật chơi của mỗi màn và dùng bút chì hoặc bút màu để cùng bé tìm ra đường thoát khỏi mê cung đó. Quả thực là thú vị đúng không nào?
bộ sách mê cung phát triển tư duy từ 1 đến 6 tuổi này đã được shefirst.com, một trang chuyên về giới thiệu sách, đánh giá. Đây là một trong những quyển sách về mê cung hay nhất dành cho trẻ em. Còn chần chờ gì nữa mà không mua sắm ngay bộ sách này? Nếu như bạn đang tìm kiếm một phương pháp vừa học vừa chơi, vô cùng thú vị, lành mạnh, thì bộ sách này chính là kho báu cho cả gia đình bạn đấy. Tôi là To hy vọng cuốn sách này sẽ thực sự bổ ích và đem lại nhiều điều tích cực trong cuộc sống của bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe review bộ sách Mê cung tư duy từ 1 đến 6 tuổi từ Tulato. Nếu yêu thích những nội dung chúng mình chia sẻ, hãy nhấn like, subscribe để có thể đón xem những video sớm nhất nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!